Nếu như các bạn nhớ thì hôm trước mình làm video so sánh về 3 chiếc smartphone nơi tầm giá từ 4 đến 5 triệu với khả năng chơi game của nó. Video hôm nay vẫn sẽ nội dung tương tự như vậy nhưng chúng ta có mức giá cầm một chút là 6 triệu đồng. Và với tầm giá 6 triệu đồng này đều là máy chính hãng và mới 100%. Thì mình có ngó đến hai mẫu smartphone, một đằng là Android và một đằng là iOS. Thì phía iOS chúng ta vẫn có chiếc iPhone 6 hiện giờ giá chính hãng vẫn hơn 6 triệu đồng và chiếc Nova 3e đến từ mảng Android. Thì chúng ta cùng nhau so sánh xem hai chiếc smartphone này, nếu bạn cần mua một chiếc smartphone để chơi game thì nên mua chiếc máy nào. Nhưng mà đương nhiên rằng mình không so sánh với các thứ khác như kiểu là camera hay là hệ điều hành hay là cái giao diện hay cách sử dụng vân vân mấy mây. Mình sẽ chỉ so sánh đúng cái vấn đề là chơi game trên hai chiếc smartphone này thì bên nào sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Chiếc iPhone 6 với con chip Apple A8 của năm 2014 vẫn được bán mới với giá hơn 6 triệu đồng và máy vẫn chạy khá là mượt mà. Thế nên là mình mới đem nó so sánh với chiếc Nova 3e, một đại diện khá nổi tiếng đến từ thương hiệu Huawei trong mức giá tầm trung với con chip Kirin 659 cũng đã có mức giá xấp xỉ 6 triệu. Nhìn sơ qua về cấu hình thì chiếc iPhone 6 chúng ta dùng chip Apple A8 này, hai lõi 14GHz. CPU chúng ta có PowerVR GX 6450-450MHz, khá là cũ rồi. Còn về chiếc Nova 3e thì chip Kirin 659 chúng ta sẽ có 8 lõi, trong đó thì 4 lõi 1.7GHz và 4 lõi 236GHz. CPU đồ họa là Mali T830 MP2. Đầu tiên đến với bài test của AnTuTu Benchmark thì chiếc Nova 3e có tổng điểm cao hơn iPhone 6 khoảng 9.000 điểm. Nhưng đến điểm thành phần thì điểm GPU chỉ hơn chiếc iPhone 6 khoảng 2.000 điểm mà thôi. Và thậm chí điểm CPU còn thua gần 1.000 điểm. Khá là ngạc nhiên với con chip A8 sau 4 năm vẫn có một số điểm rất là tốt. Về bài test 3D Max Slingshot và iStorm Unlimited như mình test hôm nọ với 3 chiếc smartphone tầm trung thì mình không hiểu chiếc Nova 3e tại sao lại có điểm số khá là kém, thua thiệt hoàn toàn so với chiếc iPhone 6. Vậy nên điểm số chỉ là tham khảo mà thôi. Chúng ta sẽ đến với test game để xem hiệu năng thực tế nó như thế nào. Và kết quả test 4 game trong đó có Asphalt 9, PUBG Mobile, Group Survival và Liên Quan Mobile như sau. Đầu tiên là game Asphalt 9, chiếc iPhone 6 chơi ở setting mặc định rồi rất là mượt, không cảm nhận được bị drop FPS. Còn chiếc Nova 3e thì FPS chỉ loanh quanh 26 FPS thôi, cũng là setting mặc định luôn, khá ổn. Nhưng thi thoảng bị drop xuống một chút khoảng tầm 15-20 FPS nhưng mà không gặp phải vấn đề gì quá là ghê gớm. Về PUBG Mobile thì medium setting trên chiếc iPhone 6 chơi tạm ổn, đôi lúc bị drop FPS. Còn chiếc Nova 3e setting tương tự, FPS trung bình khoảng tầm 23 hình một giây, thi thoảng bị drop xuống dưới 10 FPS. Những chỗ nhiều vật thể thì FPS trung bình chỉ còn 16 FPS, chơi khá là tệ. Đến game Room Survival thì chế độ FPS cao, mức đồ họa cân bằng. Nhưng chiếc iPhone 6 bị drop FPS và khựng hình thường xuyên, máy khá nóng. Còn khi mình để mức thiết lập đồ họa thấp thì máy có thể chơi được ở mức 30 FPS. Chiếc Nova 3e, mức đồ họa cân bằng thì trung bình là 31 FPS, chơi khá mượt mà và không bị drop FPS mấy, tốt hơn rất nhiều so với chiếc iPhone 6. Về game Liên Quan Mobile thì mắc chất lượng và chi tiết, FPS của chiếc iPhone 6 loanh quanh từ 27 đến 30, không bị drop. Còn chiếc Nova 3e thì tất cả chi tiết và chất lượng hình ảnh để tối đa maximum 30 FPS là con số trung bình mà mình thu lại được. Nhận xét tổng thể thì chiếc iPhone 6 này về khả năng chơi game chúng ta có kết quả khá tốt, mặc dù có tuổi đời khá cao nhưng pin tụt nhanh và chơi lại khá nóng, thế nên là mình thấy nó chưa thực sự là một lựa chọn thích hợp để các bạn mua chơi game. Còn chiếc Nova 3e chỉ ngang ngửa chiếc iPhone 6, không biết GPU Turbo sắp ra mắt có nâng cấp và tối ưu được khả năng chơi game chiếc máy này không, nhưng hiện tại thì nó còn khá là thiếu ổn định và nhiều game chơi không được mượt mà như mong muốn. Có lẽ các bạn chơi các game casual như Candy Crush này, Pokemon Go và một số game kiểu dạng xếp hình thì có lẽ rằng hai cái máy này sẽ cần rất là tốt. Có lẽ rằng mình nghĩ hai chiếc máy này nó sinh ra không phải để chú trọng việc chơi game, bởi vì GPU của chiếc Nova 3e cũng không phải là mạnh lắm. Chúng ta có thể tập trung vào những cái khác, kiểu thiết kế hai chiếc máy rất là tốt này, cái hệ điều hành chạy mượt mà này, chúng ta sẽ có giao diện thông minh, camera AI trên chiếc Nova 3e và một cái hệ sinh thái của Apple nếu các bạn mua chiếc iPhone 6 để dùng iOS. Nhưng còn nếu chỉ để chơi game và tập trung vào chơi game thì mình nghĩ rằng hai chiếc smartphone này không phải lựa chọn đáng giá dành cho các bạn. Và video chém gió ngắn ngủi như vậy thôi, hy vọng mọi người thấy thú vị và vui vẻ. Các hai sản phẩm này thì đang được bán tại Sephones, link dưới phần mô tả video. Các bạn có thể mua với nhiều khuyến mãi khác nhau và đến mua nhớ đọc pass mã Sophel để được hưởng ưu đãi. Còn bây giờ xin chào anh em, hẹn gặp lại trong các video khác.